lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thế nhưng những người dân trong khu vực này luôn tâm niệm rằng hệ thống trực thăng tàu ở đây luôn ẩn chứa những sức mạnh siêu nhiên thần bí. Bàn chiến sĩ thân mến, hôm nay thì chúng ta đã có một chuyến hành hương đầu xuân về với quê bạn thực sự đầy ý nghĩa. Thì sáng sớm hôm nay chúng ta đã về với mảnh đất Kim Liên. Tại Kim Liên thì có nhiều di tích lịch sử gắn liền với tuổi thơ, tuổi niên thiếu và hai lần bác về thăm quê. Nhưng có di tích chính mà nhất định chúng ta sẽ về thăm, đó chính là mảnh đất Hoàng Trù quê ngoài và làng Sen quê nội, cũng như là thăm viếng khu mộ của mẹ Bác Hồ. Một thời hòa bình.
Tình yêu kết hoa thiên đường.